Xuân Thủy xin mến chào tất cả cô chú và anh chị đã trở lại với kênh Công giáo yêu thương. Hôm nay là ngày 20 tháng 12. Con đang có mặt tại nhà thờ chính tòa giáo phận Thái Bình. Chia sẻ một số hình ảnh nha. Trang trí Giáng sinh, mừng Chúa Giáng sinh năm 2021 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Thái Bình cho mọi người cùng xem. Hôm nay buổi chiều thời tiết khá là đẹp. Con rất vinh dự trở về đây, mang những hình ảnh này gửi tới cho tất cả mọi người, nhất là những người quê giáo phận Thái Bình đi làm ăn xa quê, không có dịp về với quê hương vào giấc này, thì con xin chia sẻ một số hình ảnh ở đây cho mọi người cùng xem. Khu vực cuối nhà thờ được trang hoàng rất là lộng lẫy. Đây là có một chữ Noel rất là lớn. Buổi tối thì điện sẽ bật lên rất là lung linh. Vì ban ngày con quay thì chưa có điện được nên là buổi tối con nghĩ là về đây quay rất là đẹp. Con sẽ cố gắng con trở về đây con quay nhiều video hơn cho mọi người. Ở đây thì có tượng Chúa Giêsu hài đồng rất là lớn và đẹp. Rất là đẹp luôn. Ở đây có những lạng hoa, hoa tươi mọi người. Đặc biệt năm nay thì hang đá Giáng sinh thì được đặt ở chỗ khác mọi người nhé. Thường thì cuối năm thì sẽ được đặt ở ngay khu vực con đang đứng đây, ngay khu vực sân khấu đây. Nhưng mà năm nay sẽ đưa về khu vực cánh trái này. Đó, một hang đá của nhà thờ chính tòa rất là lớn. Bây giờ con sẽ đi quanh một vòng nhà thờ chính tòa cũng như là khu vực bên tòa giáo mục chia sẻ cho mọi người. Hàng năm thì cây thông Noel lớn nhất ở giáo phận Thái Bình cũng được dựng ở khu vực bên cánh phải cuối nhà thờ. Cây thông này cao vài chục mét mọi người ơi, rất là lớn. Thì những hàng đêm 24, ngày 24, đêm ngày 24 thì cây thông này sẽ thắp sáng lên, rất là đẹp luôn. Năm ngoái con được tham dự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa đây vào đêm 24 rất là đông. Năm nay thì con không nắm rõ chương trình như thế nào. Năm ngoái thì được rước Chúa Giêsu hài đồng rất là hoành tráng tại nhà thờ chính tòa. Con sẽ cố gắng vào buổi tối con sẽ quay cái khung cảnh buổi tối cho mọi người xem. Bây giờ con sẽ trở về cái hang đá đây, xem mọi người ngắm hang đá như thế nào nhé. Nhất là những cái ngày này thì rất nhiều người đến đây tham quan cũng như là chụp ảnh quay phim rất là đông. Vậy là hôm nay đã là ngày 20 rồi, chưa đầy một tuần nữa. Hang đá ở đây rất là to luôn. Năm nay thì được thiết kế khác so với mọi năm. Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Ở đây thì các bức tượng khá là đầy đủ. Có Chúa Giêsu hài đồng, Thánh Giuse, Mẹ Maria, các thiên thần.
và ba vua và kỳ lừa rất là đẹp. Đứng đây thì mọi người nhìn thấy toàn cảnh khu vực cuối của nhà thờ chính tòa này. Cái chữ Noel này thì buổi tối bật điện lên rất là sáng luôn mọi người nhé. Và chụp ảnh quay phim rất là đẹp luôn. Bây giờ con sẽ sang bên khu vực tòa giáo mục, xem ở khu vực đài chính của tòa giáo mục sẽ trang trí Giáng sinh như nào nhé. Hôm nọ con quay thì các thầy cũng đang làm, hôm nay thì đã hoàn thiện rồi. Cây thông rất là lớn luôn. Đấy, mọi người thấy họ đến đây họ chụp ảnh tham quan cũng như viếng hang đá rất là đông. Đây cây thông rất là cao luôn mọi người. Cổng của nhà thờ thì lúc nào cũng mở để đón giáo dân vào đây tham quan cũng như là viếng thăm hang đá. Đây là bên tòa giáo mục giáo phận Thái Bình. Con sẽ tiến lên hang đá chính. Hang đá chính của nhà thờ này. Hang đá rất là lớn luôn, được đặt ngay ở trung tâm cửa chính dẫn vào nhà mục vụ. Tòa giáo mục Thái Bình. Hang đá rất là lớn luôn mọi người. Buổi tối ở đây thì con nghĩ là rất là đẹp đấy, rất con nhìn thấy rất nhiều các bóng điện. Hang đá hôm nay trang trí rất là đẹp luôn. Đây cũng có cây thông Giáng sinh. Đừng quay này. Giờ con sẽ tiến lên bên trên cho mọi người xem. Những cái bậc này được rải những thảm cỏ. Đó, mọi người có thể là nhìn đây kỹ hơn này. Đây rất nhiều các bóng điện được đặt ở các vị trí. Đây là hang đá do các thầy cũng như là các cha thiết kế và thi công rất là đẹp và lớn. Đấy, mọi người thấy nhìn thấy những cái bóng điện được đặt ở khắp mọi nơi, rất là hoành tráng luôn, hang đá rất là lớn luôn mọi người. Ở đây thì có lối bậc đi lên đi xuống này. Rất là đẹp.
Năm ngoái con được thấy thì có những cái thác nước, nhưng năm nay thì đặc biệt là các hang đá ở đây thì không có thác nước mọi người nhé. Năm nay thì thay đổi mẫu mẫu rất là mới và khác. Tiếp tục con sẽ đi tham quan, dẫn mọi người đi tham quan một vòng nữa nhé. Cái quảng trường khu vực mặt tiền nhà thờ đây cũng như là bên tòa giám mục đây rất là rộng, nên là các cái lễ lớn được tổ chức thì nơi đây thì rất là đông và đẹp. Đứng đây thì mọi người đã nhìn thấy toàn cảnh này, hang đá đây. Ở đây có cây thông được đính những quả bóng rất là đẹp. Những cái địa điểm nào đẹp thì các cháu cũng như các em đến đây check in chụp ảnh rất là đông. Bây giờ con sẽ tiến ra xa xa kia để mọi người lấy toàn cảnh khu vực bên tòa giáo mục này. Mọi người nếu có thời gian và đi tham quan thì mọi người đã tới nhà thờ chính tòa giáo phận Thái Bình đây tham quan cũng như là viếng thăm hang đá rất là đẹp luôn. Quá đẹp luôn mọi người. Bây giờ thì xin mời mọi người tiếp tục đi sang bên khu vực nhà thờ chính tòa, khu vực đầu nhà thờ nhá. Bây giờ Thủy sẽ tranh thủ lên trong nhà thờ chính tòa để cập nhật xem bên trong như thế nào nhé. Tí nữa có một giờ lễ dành cho các em thiếu nhi, nên là trước khi lễ thì tranh thủ thì vào tham quan một chút để gửi tới cho mọi người xem hình ảnh ở bên trong nhà thờ.
rất là đẹp luôn. Ở trong nhà thờ mới được trùng tu lại, rất là đẹp. Ở bên trên cung thánh thì cũng có hang đá. Đây là hang đá bên trong nhà thờ, rất là đẹp luôn. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Rất là đẹp. À, bây giờ Thủy sẽ tiếp tục đi ra bên ngoài tham quan bên ngoài mọi người nhé. Hiện tại thì đã ra khu vực bên ngoài, bên bên tay trái nhà thờ. Tiếp tục chia sẻ những hình ảnh bên ngoài cho mọi người xem. Ở khu vực lễ đài cũng như là đài Đức Mẹ La Vang thì có một hang đá nữa. Trang này chắc phải buổi tối mới biết được nó đẹp. Vâng. Vâng. Đây hang đá nhỏ nhỏ xinh xinh ngay ở khu vực đài Đức Mẹ La Vang mọi người nhé. Rất là tuyệt vời luôn. Mary Chipmunk. Rồi.
Rồi bây giờ thầy sẽ tiếp tục đi vòng quanh lên khu vực đầu thờ này, chia sẻ cho mọi người hết khung cảnh ở nhà thờ luôn. Thầy thì cũng rất là muốn đi quay nhiều các ngôi thánh đường trong cái mùa Giáng sinh này. Các bạn xem video thì có thể là bình luận bên dưới cho thầy biết nhà thờ nào trang trí như thế nào, có thể là thì mình sẽ cố gắng mình đi quay gửi tới cho mọi người. Đây là bên tòa giám mục giáo phận Thái Bình. Ở đây có một núi đá, cái đài Đức Mẹ rất là đẹp luôn. Thì cảm ơn tất cả quý cụ ông bà cùng toàn thể mọi người đã xem hết video. Trong video có điều gì không phải mong mọi người thông cảm. Và xin mọi người hãy góp ý cũng như là bình luận bên dưới. Muốn thủy đi quay ở giáo xứ nào có thể là cho thủy biết. Cố gắng sắp xếp thời gian đi quay gửi tới cho tất cả mọi người những hình ảnh Giáng sinh ở các ngôi giáo xứ, các ngôi thánh đường, giáo họ. Thì chân thành cảm ơn, hôm nay thì rất vui được trở về đây quay những hình ảnh này gửi tới cho mọi người xa gần. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới an khang thịnh vượng. Tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại.